Hello, welcome back to my channel Start Skin Go. Các bạn cùng mình khám phá tựa game đầu tiên nha. Subway Surfers. Ok. Thank you.
số kê vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang kèo thứ hai. Ok, và mình sẽ chuyển sang từ cái thứ ba. Hello này bông. Oh my God.
Đây là một chiếc cờ lê. Và mình sẽ tháo nó vào đây cho. Và mình sẽ lên trên tầng 2. Vào trong căn hầm của chúng ta. Đây là một căn hầm khá là rộng. Ok, và mình sẽ chuyển sang tới game thứ tư. Slender đi nào, rồi sau là.
đây thì các bạn tìm tất cả 80 sách, lúc đó thì các bạn sẽ tiêu diệt được những con ma đây. Cần những chiếc chìa khóa để mở. Mình sẽ chuyển sang từ Long bầu Master. Player one, choose. Fatality. Win. Player one, choose. Headshot. Bullseye. Đi luôn. Wow. Finish him. Player one, choose.
shot. Finish her. Fatality. Epic win. Okay, tiếp tục nào. Randy Chapter 3. Thùng gỗ này đang ở đây nè. Ok. Kiểm tra chiếc xe có gì không? Có một thứ. So, let's go. Thank you.
Let's go. Mới được nửa chặng đường thôi. Mình sẽ mở khóa ở đây xem nhà kho này có gì không. Ok, cái này mình chưa lấy nước rồi, vẫn lấy chưa, thử xem nào. Ok, đã lấy rồi. Quay lại lấy một đâu nào.
Mình sẽ đóng những cánh cửa đây vào. Sau đó thì sẽ khởi động con tàu. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, Roblox. Bắn anh ta mà không được. Đài luôn. Rồi, và ở đây các bạn có thể chơi rất nhiều tựa game khác nhau. Mình sẽ vào Tiên Titan đây. Tiên Titan thì đang lỗi rồi. Ok, lỗi rồi. À được rồi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game cuối cùng, The Wind. Thank you.
Oh my god. Yeah. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.